về kỹ thuật. Dạ, và những người ở vùng đây sâu vùng xa, vào dạ, tới đây xin phép họ không có tiền xe về bên này, người ta còn ở bên họ dưới đạn đỏ cũng có tài trợ tiền vào trong này rồi giúp đỡ cho có tiền xe để đi về. Và cô Angelina Jolie với lại diễn viên Thành Long, dạ, cũng đã họ ở coi như là giúp đỡ cho cái bệnh viện này mỗi một năm như vậy là $1 triệu cho bệnh viện này. Rồi cái vé Angkor của mình, cái vé tham quan của mình có để chữ Contact Vofa và $2. À, nghĩa là bên đây bên cái tư nhân này á, là người ta trích $2 mỗi một vé để cung cấp để hỗ trợ cho chỗ bệnh viện phương thanh sáng. Kể cả những cái ca sinh khó mà thiếu máu rồi đó thì người ta cũng cổ động để mà người ta có được cái nguồn cung cấp đó, không cần phải tốn tiền 100 riêng nào hết. Mình tới cái điểm để kiểm tra vé thì nhân viên sẽ lên xe kiểm tra, thì mình cầm cái vé của mình đưa lên thôi, thì người ta sẽ nhìn mặt mình, nhìn vào trong vé. Ôi trời, massage hả anh Thành? À, anh Thành. Dạ, đây là cái điểm mua vé cũ đó. À, với cô chú nào mà qua đây 5-7 năm trước là mình mua vé ở đây. Dạ, yeah, mỗi một cái điểm, mỗi một cái cổng đều có nhân viên người ta kiểm tra vé. À, sau khi kiểm tra sẽ có mua vé. Dạ, tuy là cái video này nó cũng giúp mình tránh cái việc mà lỡ là có vé hay lên ảnh gì nọ, nhưng mà cô chú như mình đi hôm qua là khoảng 15-20 phút á, mình cũng dở cái mặt dây chuyền lên mình coi một lần đó. Sợ nó còn ở trên, sợ nó còn cái dây không còn cái mặt cái gì.